Sau một tháng từ khi xảy ra cơn bão số 3, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện khối lượng công việc rất lớn để khắc phục thiệt hại sau bão, đặc biệt là thống kê, kiểm đếm, lập hồ sơ thiệt hại theo quy định, dọn dẹp, tận thu tài sản, sửa chữa công trình thiết bị. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp bổ sung có mục tiêu giai đoạn 1 số tiền 180 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện hỗ trợ khắc phục thiệt hại mưa bão trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các địa phương đã và đang phân bổ giải ngân một phần kinh phí được tỉnh hỗ trợ. Đối với việc sử dụng nguồn kinh phí 1.000 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão số 3, mưa lũ sau bão và thực hiện an sinh xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp trên 72 tỷ đồng cho ngành giáo dục và các địa phương hỗ trợ học phí kỳ 1 năm học 2024-2025, cấp 38,5 tỷ đồng kinh phí dự toán năm 2024 để thực hiện chính sách nâng mức trợ giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác. Các địa phương cũng đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận phân bổ hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân bị thiệt hại do bão. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cũng gặp nhiều vướng mắc, nhất là liên quan đến thống kê thiệt hại về rừng, đánh giá mức độ thiệt hại trên động vật thủy sản, xác minh thống kê lập hồ sơ các hộ gia đình đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở. Để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân doanh nghiệp, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương thực hiện rà soát thống kê chính xác hộ dân, diện tích công trình bị thiệt hại sau bão. Đối với những hộ dân tổ chức đủ điều kiện hỗ trợ, khẩn trương xác minh thẩm định và thực hiện hỗ trợ ngay, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2024. Đối với những đối tượng không đủ điều kiện, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Những nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp để tham mưu đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh tới đây. Mục tiêu cao nhất là hoàn thành việc xây mới sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do bão cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tháng 11 năm 2024. Các địa phương khẩn trương hoàn thành giao khu vực mặt biển cho nhân dân, xây dựng phương án về phòng cháy chữa cháy rừng và dọn vệ sinh môi trường biển. Sớm triển khai quy trình, trình tự thủ tục để khắc phục các công trình đầu tư công thuộc trách nhiệm ngân sách tỉnh. Nghiên cứu rà soát và kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành thêm các cơ chế chính sách trên cơ sở phát hiện bất cập từ thực tiễn địa phương. Thường trực Tỉnh ủy cũng thống nhất với đề xuất kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong việc chi hỗ trợ đợt 2 từ nguồn tiếp nhận ủng hộ để hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp. Cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung triển khai có hiệu quả kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung trình tại kỳ họp thứ 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiểu ban văn kiện Đại hội 16 tập trung xây dựng, hoàn thiện đề cương chi tiết, báo cáo chính trị Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh. Cũng tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về kế hoạch rà soát tiêu chuẩn chính trị, phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030. Các nội dung chuẩn bị cho hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy cùng nhiều nội dung quan trọng khác.